Một cú tung chính xác. Âu, một chiếc hòm gỗ cỡ bự, bên trong sẽ có gì đây nhỉ? Một khẩu súng đồ chơi, hay những trang sức hàng mã? Ngày hôm nay các bạn hãy cùng Peter và Molly trục vớt ngân hàng đồ chơi dưới nước nhé. Từ cô hàng xóm đảm đang của mình, Peter đã biết được một nhánh của dòng sông Tô Lịch còn sót lại từ thời tiền sử. Ở phía dưới có một lớp bùn dày đặc, nên Molly phải mang theo cây gậy để dễ di chuyển. Nhìn màu nước thôi cũng đã nổi hết da gà rồi, nước này mà chẳng may làm một ngụm thì nhớ thấy mẹ. Chúng ta triển khai công cụ thôi nào. Ở đây có một đoạn dây phía đầu gắn cục nam châm to tổ bố, có thể kéo cả một dòng họ nhà sắt vụn. Ném được cục nam châm này ra xa khéo ý ra quần mất, không biết dưới đó có cái khỉ mẹ gì không. Kéo thấy nhẹ thế này chắc không có gì rồi. Ôi trời, chúng ta có gì đây, có lẽ chẳng có gì ngoài rác cả. Có cái cục gì mà đen thui thế này, chẳng biết có dùng được không. Cứ kéo thế này thì tối lấy tiền đâu mà đi ba đây, đã thế con vợ nó còn dã cho nữa, đến nhục mất thôi. Một cái khung xe đạp bất ngờ xuất hiện, có lẽ cái này từ thời Napoleon mất rồi. Nó ở dưới nước lâu rồi mà vẫn không bị hỏng, màu sắc khá đẹp. Thôi để mang về thay khung cho cái xe đạp của con vợ ở nhà, để cho nó đi chợ tạm. Peter tiếp tục dùng hết sức bình sinh, để quăng quả nam châm nặng gần bằng con mái già. Lần này không biết có cái khỉ gió gì không? Kéo cũng thấy tương đối nặng đấy, nhìn kìa bong bóng nổi lên từ dưới lớp bùn trời cho. Tôi cảm thấy đang có cái gì ở dưới đó, không thể thấy được vì nước sánh đen như nước ở hố phân chính hiệu nông thôn. Không biết thánh lầy Molly tìm được cái quái gì không, mất tích đâu rồi không biết. À kia rồi, hình như anh ấy đang mò mẫm phải thứ gì. Gì vậy, ôi trời, một hộp sắt, nhìn khá tò mò. Tôi đang tưởng tượng có một cái gì đó giá trị, nhưng nó bốc mùi hơi khăm khắm, khó chịu hơn cả rắm của ốc mít. Tưởng vớ được của hóa ra chẳng có khỉ gió gì bên trong, chết tiệt. Thật là một điều tồi tệ. Thôi quay tiếp tục với cái máng của mình đã, có khi lại được cái gì đó đủ để tối nay anh em ăn bún đậu mắm tôm nhòe. Nhìn vào cái bong bóng tôi cảm thấy tương lai bắt đầu mịt mù dần đi. Vãi trưởng, nhìn cái đầu thánh lầy Molly bóng loáng, nhầy nhầy giống như vừa móc ở chỗ ấy ra. Hình như hắn ta lại mò được thứ gì đó, thấy đang mắm môi mắm lợi để kéo. Cái quái gì vậy, nó rất là đồ sộ. Vãi trưởng, một cái khung giường chắc từ thời kháng chiến chống Pháp. Không, có lẽ là cái đệm lò xo của vợ chồng nào đó, bỏ nhau nên mối quăng xuống đây. Hoặc có thể là lúc làm chuyện ấy không thấy nhún nữa tức quá mới ném đi. Nó bị uốn cong, tôi cảm nhận được sự bức xúc của cặp vợ chồng này. Thôi có lẽ nơi này thế là đủ rồi, chắc chẳng còn cái khỉ gió gì ở đây nữa. Chúng ta di chuyển thôi nào. Nơi này đi, tôi nghĩ sẽ vớt được thứ có ích ở dưới đây, hy vọng không như lúc nãy. Nhìn rêu xanh phủ trên mặt nước khá đẹp, hay vớt ít về cho mấy con lợn ở nhà. Được, tiếp tục quăng nam châm xem tình hình thế nào. Ôi trời thánh Molly, tôi khá sợ hãi, giá mà thứ đó là một két sắt chẳng hạn. Một con dao, thôi tạm được, mài đi vẫn chặt gà tốt. Có khi bán lại cho Khánh Sờ Cai làm đồ chơi lại có tiền đi uống bia cũng nên. Âu, được rồi, đó là cấp độ tiếp theo ô. Vâng, có lẽ lần này sẽ thành công. Nó là một cái gì đó, tôi tự hỏi nếu nó là một thứ có giá trị cao, tối nay anh em lên ba quẩy thoải mái. Phải gọi mấy con đào ngon ngon một tí, từ ngày lấy vợ tới giờ không được đá lưỡi ở quán ba lần nào. Cứ nói đến chuyện này là thằng em lại hóng rồi, khổ thân nó lâu chưa có cảm giác lạ. Vâng, một cái hòm to, dài cỡ cao bằng người xuất hiện. Nó có màu đen, rất nặng, nhưng bên trong chẳng có vật gì cả, lại được một phen tưởng bở. Thôi tiếp tục chỗ khác xem thế nào. Khả năng hôm nay là một ngày không được may mắn với Peter và đồng đội. Thứ gì đây? Rất nặng và bốc mùi kinh tởm, phải mấy người mới kéo được. Một tấm đệm chắc ở dưới này lâu lắm rồi. Phía dưới tấm đệm hình như có thứ gì đó. Ôi chúa, phía dưới có lẽ còn rất nhiều vật dụng khác. Hình như là một cái túi sách của một bà cô nào đấy, không biết bên trong có cái gì không. Rất nhiều đồ linh tinh, có cả giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng. Có khi nào ở đây đã từng xảy ra một vụ cướp hiếp không nhỉ? Cũng có thể chứ. Đấy chỉ là giả định thôi. Hình như là bằng lái xe của người phụ nữ nào đó tên Maria. Thật tuyệt vời, có cả vé sổ từ năm 2016, hôm nay về cũng phải đánh con đề 16 mới được. Chúng thì mời tất cả anh em một bữa buffet, nếu tạch thì cả ngày mai ăn cơm với nước mắm và nghe cải lương của con hổ cái vậy. Cái gì vậy, một thanh sắt giống như tay quay công nông ấy nhỉ? À, có lẽ chỉ ai sinh từ thời 9X trở về trước mới am hiểu về phương tiện này thôi. Ngày xưa chỉ thích chạy theo sao công nông để hít khói, một hành động điên rồ. Gì vậy, không tin vào mắt mình, thánh Molly đã tìm được một két sắt, thật tuyệt vời. Xem nào, trong đó có vật gì quý giá không nhỉ? Lại được một pha ăn dưa bở, bên trong trống rỗng chẳng có thứ gì ngoài tấm ảnh và ốc vít. Tiếp tục thôi nào, bằng mọi giá hôm nay phải khai quật hết cái con kênh chết tiệt này. May là hôm thời tiết cũng không nóng quá. Nhìn Molly kìa, trên người toàn bùn đất. Tối nay về không tắm thì bà vợ cho ra ngủ với con cún mất, tôi cảm nhận được mùi hôi thối đó. Nhìn cái độ sánh của nước có lẽ mất cả tuần ăn không được ngon mất. Cũng đã thấm mệt rồi, may có hai chị em hàng xem ra giúp đỡ tạo hưng phấn bao nhiêu. Thứ gì vậy, kéo rất nặng, có thể đang bị mắc kẹt trong lớp bùn hôi hám này. Hình như là một cái giá chở hàng thì phải, bây giờ giá sắt đang xuống, cái này bán chắc không đủ mua một cuộn giấy vệ sinh mất. Nhìn kìa, hình như một cái máy đếm đồng xu, có lẽ nó sản xuất năm 1998 gì đó. Ồ, bên trong vẫn còn mấy đồng đại dương của Trung Quốc ha ha. Thôi mang về cho thằng cò làm đồ chơi. Giá như đây là loại tiền cổ thì hôm nay gặp may rồi, tiếc thật. Có vẻ là một hộp đồ ăn, nhìn niên hạn chắc không thể sử dụng được. Bên trong nhìn có màu vàng, đặc nhìn hấp dẫn đấy, tiếc là không sơ múi được. Nào di chuyển lại đây thôi. Thứ gì vậy? Nào, kem ốc quế, ôi chẳng còn gì nữa, trống rỗng.
Cái túi sách này cũng là loại hành hiệu đấy chứ, kiểu dáng cũng ok. Hôm nay có duyên với vũ khí hay sao ấy, toàn thấy dao là dao. Không thể tin vào mắt mình, một khẩu súng ngắn cỡ nòng 7,62mm, nhìn hổ báo thế nhỉ. Chắc đây là một khẩu súng thật, có cả số hiệu súng. Nhìn thấy đang mới, có lẽ mới rơi nhỉ. Xuất hiện một chiếc điện thoại, chắc nó có liên quan đến nhau. Gần đây không có đồn cảnh sát, phải báo ngay cơ quan chức năng để xác minh khẩu súng này có nguồn gốc ở đâu. Khẩu súng này mà vào tay bọn xấu lại xảy ra mấy vụ cướp đình đám rồi. Lịa gì nữa đây? Oh my god, thứ gì đó trong túi. Trời ơi, đó là một túi trang sức, nhìn thôi đã có hưng phấn để tiếp tục rồi. Chỗ này chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa đây. Ồ, cái vòng tay tình yêu của chúng ta đáng giá vạn đô la, nhưng không, đó là đồ giả thôi. Tôi nghĩ vậy, chứ thật thì thoải mái tiền chúng ta đi xóa rồi. Gì nữa đây, một cái vòng tay, có khi nó là vàng thật. Trời phù hộ rồi, định giá cái vòng này đi. Không thể biết bao nhiêu được, có lẽ đây là một vụ cướp chăng? Nhìn màu sắc khá đẹp, tôi thích nó, thật tuyệt khi ai đã cướp nó. Khi tôi mở chiếc túi ra cảm tưởng như một kho báu chìm trong bùn vậy, thật không thể ngờ. Âu còn rất nhiều loại trang sức khác, mong rằng ở đây là hàng thật. Chiếc dây chuyền này rất tuyệt, cái này tặng vợ vào ngày lễ tình yêu thì tuyệt cú mèo. Mấy thứ này hợp với gu của mấy bà vợ lắm chuyện rồi đây. Một số cái làm từ bạc thì nam châm không hút được, nhưng may mắn là nó nằm ở trong một túi. Hôm nay thật may mắn, một thành quả tốt ngoài mong đợi, mặc dù chưa biết có phải hàng thật không. Xem nào, thành quả hôm nay chúng ta thu thập được những thứ gì đây. Cái két sắt này nhìn có vẻ rất nguy hiểm và thần bí, có thể là nơi cất giữ các khẩu súng để phạm tội. Có hai con dao nhỏ, trông rất gọn, khi cài vào bên trong người thì khó có thể nhận ra. Cái này chắc là để hỗ trợ mở khóa hoặc phá một thứ gì đó, ngoài ra còn rất nhiều loại dao. Còn cái túi sách đầy thẻ ngân hàng và giấy tờ này, có thể là của nạn nhân xấu số nào đấy. Thật nguy hiểm. Phần lớn đồ thu thập được ở đây đều đáng nghi ngờ, giống như các dụng cụ gây án mà hung thủ muốn phi tang. Có thể đúng như dự đoán ban đầu, đây là một vụ án. Phải cần lực lượng chức năng vào cuộc mới làm rõ được. Vâng, cảnh sát đến rồi, điều mà tất cả mọi người đang tò mò sẽ sớm có kết quả thôi. Cảnh sát đã yêu cầu không được quay phim khuôn mặt của anh ấy. Đây là một khẩu súng ngắn, nó có sức sát thương rất lớn và tính cơ động rất cao. Những vũ khí như thế này là lựa chọn hàng đầu của tội phạm. Ồ, khẩu súng này vẫn còn nguyên viên đạn bên trong, hạt lửa vẫn nguyên, thật nguy hiểm. Nếu không biết cách xử lý thì rất dễ gây mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Có lẽ khẩu súng bị kẹt, nếu không viên đạn đã phải rời khỏi nòng súng. Rất may mắn khi phát hiện ra đã báo với cơ quan chức năng. Thật không thể tưởng tượng được khi ai đó mà bị bắt với khẩu súng này sẽ ra sao. Chắc phải tù mọt gông mất. Mặc dù hôm nay thành quả không được nhiều, nhưng hôm nay Peter và đồng đội đã làm được một việc có ích. Cuộc dạo chơi của họ đến đây kết thúc rồi. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để đón chờ những video tuyệt vời nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.